Thời gian qua, làng giải trí xứ Trung chứng kiến nhiều vụ sao nam đỉnh lưu, những ngôi sao hàng đầu trong giới vướng xì căng đan nghiêm trọng. Có người tiêu tùng sự nghiệp trong một đêm, có người đối mặt với nguy cơ bị phong sát. 1. Ngô Diệp Phàm. Giữa năm 2021, Ngô Diệp Phàm bị bạn gái Đô Mỹ Trúc Tố cặp kè với nhiều cô gái, lập tài khoản săn gái, tuyển chọn các người đẹp sinh năm 2000 trở đi, dùng thủ đoạn dụ dỗ các cô gái, lấy lý do tuyển diễn viên để săn gái vào lúc nửa đêm, tính tình kiêu ngạo, thái độ khinh thường đồng nghiệp. Ngoài ra, còn có một nữ du học sinh tố cáo bị Ngô Diệp Phàm chuốc thuốc và cưỡng dâm khi chưa đủ 18 tuổi tại Los Angeles, Mỹ. Hàng chục cô gái khác cũng cho biết từng bị nam thần tượng gạ tình. Ngô Diệp Phàm sau đó đã bị phong sát và tạm giam. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ngô Diệp Phàm chính thức ra hầu tòa. Cơ quan chức năng cho biết nam diễn viên bị cáo buộc cưỡng dâm và tụ tập dâm loạn. Tòa án chưa công bố kết quả sơ thẩm, sẽ xếp lịch mở buổi tuyên án trong thời gian tới. 2. Vương Lực Hoành. Tháng 12 năm 2021, Thiên Vương Vương Lực Hoành công bố ly hôn với lý do cuộc sống không hòa hợp. Nhưng ngay sau đó, Lý Tịnh Lôi vợ cũ Vương Lực Hoành đã bóc trần bê bối đời tư của anh. Vương Lực Hoành bị tố coi vợ như máy đẻ, nghiện sách, có vô số người tình, thản nhiên mua dâm khi vợ đang mang thai. Lý do anh muốn ly hôn cũng là vì không muốn tình mới mang tiếng người thứ ba. Từ năm 2019, Vương Lực Hoành đã gây sức ép đòi ly hôn với Lý Tịnh Lôi, sau đó bắt đầu bạo lực lạnh với vợ, vắng mặt trong tiệc Noel của gia đình, sinh nhật con cũng không thấy tăm hơi. Sự nghiệp và thanh danh của Thiên Vương mất sạch sau bài đăng bóc phốt của vợ cũ. 3. La Chí Tường. Năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái 9 năm Châu Dương Thanh vạch trần những sự thật gây sốc, như liên tục nhắn tin tán tỉnh các cô gái khác trong thời gian yêu đương, hết hẹn hò với những cô gái, trong ba lại lăng nhăng với những ngôi sao đàn em, thậm chí cả thợ trang điểm trong công ty quản lý do anh làm chủ. Sốc nhất là việc cô phanh phui La Chí Tường quan hệ tình dục tập thể. Sự nghiệp của La Chí Tường tiêu tan chỉ trong một đêm. Tài tử 43 tuổi bị cắt hợp đồng quảng cáo, tổn thất 14 triệu đô. Khán giả tẩy chay. 4. Lý Dịch Phong. Tháng 8 năm 2022, Lý Dịch Phong vướng tin đồn bị bắt vì hành vi mua dâm. Ngày 10 tháng 9, tên và tiết mục của anh tại nhiều chương trình đã bị xóa bỏ. Hàng loạt những bài viết về Lý Dịch Phong trên trang của lễ trao giải Kim Ưng, Hoa Đỉnh bị gỡ cùng lúc. Weibo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Trung Quốc bất ngờ xóa bài đăng tuyên truyền cho đại sứ của hoạt động là Lý Dịch Phong. Dù hậu biện hội của Lý Dịch Phong đã ra sức trấn an fan, tìm đủ mọi chi tiết để chứng minh thần tượng đang bị bôi nhọ hay gài bẫy. Tuy nhiên mọi thứ vẫn không thể ngăn được những lời đồn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.